Xin chào tất cả mọi người. Sau một thời gian vừa rồi ấy, là cái AGB nổi lên một cái vấn đề là rất là kém chất lượng mọi người. Nào là AGB không tan, nào là AGB kém chất lượng. Thì nay ấy là có một cái AGB rất là tốt để cho mọi người lựa chọn. Hàng chính hãng, không có sợ kém chất lượng và không có sợ hàng trôi nổi. Đó chính là AGB sư tử. Đó, AGB sư tử của công ty BMBN bây giờ này mọi người. Thì nó là một cái cứu cánh để về cái thị trường AGB nhá mọi người nhá. Thì trong thời gian vừa qua là khi mà em nhập về và em bán cho mọi người sử dụng ấy, thì có rất là nhiều những anh chị đã tin tưởng và sử dụng AGB nhá. Và hôm nay này cũng là một chuyến AGB xuất đi để phục vụ cho mọi người nhá. Thì nếu ai mà cần phân AGB chất lượng cao, hàng chính hãng, thì hãy liên hệ đến Vật tư Nông nghiệp Đức Thừa nhé mọi người. Em sẽ báo giá cho mọi người, giá lô nhé mọi người nhá. Mặc dù là sản phẩm mà đang tăng giá rất là nhiều, nhưng mà do Đức Thừa đã chốt giá được với công ty giá cũ, cho nên là Đức Thừa cũng bán cho mọi người giá cũ nhá. Ai mà cần thì hãy liên hệ với Đức Thừa.